tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Đại vương, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, đại vương, vị tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Như vậy, này đại vương, là tỷ kheo biết đủ. Vì ấy, với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm, thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thủy miên, từ bỏ trào cử hối tiếc. Vì ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ. Vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này đại vương, như một người mắc nợ, liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ, nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục, người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian, được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại, người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Này đại vương, như một người giàu có nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy, sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước khi giàu có nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm.
Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bị bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương, tỷ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi sát bột tắm tăng thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình, với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lộ nước chảy ra, phương tây không có lộ nước chảy ra, phương bắc không có lộ nước chảy ra, phương nam không có lộ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước,
nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tầm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tầm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưa đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo chẩn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại vương, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo mài, sáng chói, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy. Hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu và thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vì ấy, tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Này đại vương, ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ,
Người ấy nghĩ, đây là vỏ, đây là cây lau, vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra. Này đại vương, ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Này đại vương, ví như một người lột xác một con rắn. Người ấy nghĩ, đây là con rắn, đây là xác rắn, con rắn khác, xác rắn khác, và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không tối nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp do ý tạo thành, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không tốn nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, vì ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước, không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này đại vương, ví như một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này đại vương, ví như một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đẽo dũa, có thể làm các loại đồ ngà, tùy theo sở thích. Này đại vương, ví như người thợ vàng khéo tay, hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn, có thể làm cho các loại đồ vàng, tùy theo sở thích. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không tốn nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vì ấy, chứng được các thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước, không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không, như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Này đại vương, ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập xõa và tiếng kiển. Người ấy nghĩ, đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng sập xõa, tiếng kiển,
cũng vậy. Này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người, với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, biết là tâm không có tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm không có si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Này đại vương, ví như một người đàn bà, một người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch, sáng suốt, hay một chậu nước trong, nếu mặt có tì vết, liền biết mặt có tì vết. Nếu mặt không có tì vết, liền biết mặt không có tì vết. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của mọi người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có tham, biết tâm không có tham. Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không có sân, biết tâm không có sân. Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không có si, biết tâm không có si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải là đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vì ấy, nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này,
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này đại vương, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta. Như vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, huần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc vạn minh. Vì ấy, nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoài kiếp và thành kiếp. Vì ấy nhớ, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra chỗ nọ, tại đây, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Này đại vương, những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này đại vương, còn những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này đại vương, ví như một tòa lầu có thượng đài, giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư, hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ, những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa ngã tư trên đài thượng. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm,
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này đại vương, những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này đại vương, còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại, hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là dục lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm,
Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Này đại vương, không có quả thiết thực hiện tại của hành sa môn nào vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn này. Được nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: thật là vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất tiện. Con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chân chánh, để đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội, để con ngăn chặn về tương lai. Đại vương, thật là một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chân chánh, để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp. Ta nhận tội ấy cho đại vương, đó là một sự tiến bộ. Này đại vương, trong luật pháp của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp, và ngăn chặn ở tương lai. Được nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bổn phận, nhiều việc phải làm. Đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ ra là phải thời. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. Lúc bấy giờ, khi Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, tâm vua ấy rất ăn năn. Này các tỳ kheo, tâm vua ấy rất hối lỗi. Nếu vua ấy không hại mạng vua cha, một vị vua rất chân chánh, thì tại ngay chỗ ngồi này, vua ấy đã chứng được pháp nhãn, không trần cấu, không ô uế. Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.